kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài đức huỳnh giáo chủ yêu và say do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau tình yêu ta có tình yêu rất đượm nồng yêu đời yêu lẫn cả non sông tình yêu chăn chứa trên hoàn vũ không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thể hải với sơn minh, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Miền Đông, năm 1946, ghi chú một thiếu nữ ở sài gòn thầm yêu đức thầy huỳnh giáo chủ trong khi ngài còn lẫn tránh quân xâm lăng thấy vậy thầy viết ba bài thi tình yêu trên đề cảnh tỉnh cô ấy lời bình phàm nhân có tình yêu thánh nhân cũng có tình yêu tình yêu thánh nhân cao thượng bao la như vũ trụ mênh mông vô tận còn tình yêu phàm nhân đau khổ sầu muộn chất chồng trong lòng nhỏ hẹp không lối thoát Tình yêu của thánh nhân là hoa sen mùi hương thơm ngát bay tỏa khắp hoàn vũ. Tình yêu của phàm nhân là nước mắt giàn rụa đắng cay ứ động trong lòng thành độc tố phá nát tim gan. Đức Thầy ra đời Hoàng Pháp đạo mẫu hóa giải tình yêu, dạy chúng sanh yêu cao thượng như lời ngài dặn dò. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả. Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Say, say mùi tục lụy vẫn lao đao. Say nối kẻ ngu rất hỗn hào say thấm đạo lành ban vạn vật, say đời chưa rõ chuyện vàng thau, say ngọc bồ đề đức hạnh cao, say dân ngu muội tưởng điên nào, say chừng nó biết ta tiên trưởng, say chén quỳnh tương trốn núi cao, say thời vận bỉ vẫn còn xa, say chuyện trần gian lắm cáo xa, say lấy gậy thiền toàn dẹp hết, say chờ thiên lịnh phán cho ta, say đạo huyền vi nước tịnh dương, say câu Bồ Tát dưới cho thường, say mê tiên cảnh ôi thanh nhã, say việc trần gian lắm họa ương, say xưa chuyện cổ nhắc chừng đời, say nói với trần việc tả tơi, say biểu trì tâm đừng vội vã, say buồn lũ chó sùa mùi rơi, say của thần tiên dứt cuộc đời, say câu rượu lý hỡi người ơi, say như lưu khánh ai thèm chịu, say thể trần đoàn mới thành thơi. Một say mãi say hoài say vẫn say say cho bá tánh tập xong bài say như nhân quý thì mang họa say của lão khùng ách nạn bay hai say cho tiêu hết giống con buôn say của thánh nhân xuất lập tuồng say tạo một nền quy vạn vật say dìu trăm họ vượt mây chuông đức thầy huỳnh giáo chủ viết năm 1939 tại hòa hảo ghi chú Cầu sấm say chừng nó biết ta tiên trưởng. Ám chỉ ngài nguyên là Bồ Tát Di Lạc tiên trưởng giáo chủ Nguyệt Cầu Giáng Trần Cứu Thế Kỳ này đưa nhân loại lên Thượng ngươn Thánh Đức bằng Pháp môn niệm Phật Lục Tự Di Đà. Một trần đoàn người đời Tống, biệt hiệu Hy Di, ẩn tu ở núi Hoa Sơn, là một đại tiên. Hai lão khùng ám chỉ danh xưng của sư vãi bán khoai trong sám giảng người đời. Khùng là khùng Phật khùng trời cho nên không biết việc đời hết trơn lời bình say đạo và say đời có khoảng cách khác biệt rất xa say đạo giải thoát ràng buộc của cuộc đời còn say đời đắm chìm sâu trong biển khổ say đạo diệt tham sân si say đời sanh thêm phiền não say đạo tránh gây thêm nghiệp quả tránh gây thêm tội lỗi còn say đời là say mê vật chất say mê tiền của say làm bất cứ việc gì thâu lợi nhuận cao nhất một trong những việc làm của thế gian được lợi nhuận cao là sản xuất và buôn bán vũ khí gây chiến tranh gọi là hàng độc các cường quốc chế tạo vũ khí lúc nào cũng tìm thị trường bán vũ khí các thị trường bán vũ khí là những nước có tài nguyên mỏ dầu ví như vùng trung đông và biển đông là những nơi có tài nguyên dồi dào và dễ gây xung đột chiến tranh các cường quốc sản xuất vũ khí đặc biệt là mỹ triệt để lợi dụng sự mâu thuẫn của các nước trong vùng dầu dầu mỏ các cường quốc sản xuất vũ khí âm mưu tạo ra mâu thuẫn tranh chấp biên giới, tạo ra mâu thuẫn sắc tộc, tạo ra mâu thuẫn tôn giáo và tạo chiến tranh, nuôi chiến tranh để bán vũ khí. Thế giới luôn bất ổn khổ đau vì giống con buôn này. Bởi vậy Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ say xưa với lời nguyện, say cho tiêu hết giống con buôn, say của thánh nhân xuất lập tuồng, say tạo một nền quy vạn vật, say dìu trăm họ vượt mây chuông. Hiện nay, Trung Quốc âm mưu trồm lên làm trùm sản xuất vũ khí và buôn bán vũ khí. Liệu Mỹ và các cường quốc khối NATO vui lòng có thêm một ông trùm nữa hay không? Chắc là không. Chính vì vậy mà trận chiến biển Đông Thái Bình Dương chắc sẽ bùng nổ. Bởi Trung Quốc cương quyết chiếm chọn Biển Đông để làm đà tiến lên chùm sản xuất vũ khí và buôn bán vũ khí thay thế ngôi chùm Mỹ-NATO. Biển Đông phải dậy sóng, và chắc phải bể chén bể nồi các nước nhỏ cứ phải mua sắm vũ khí tối tân mắc nợ hoài trong khi đó các chùm sản xuất vũ khí và buôn bán vũ khí thì tăng ra lợi nhuận luôn tìm thị trường và luôn tìm cách khai thác mâu thuẫn giữa các nước gây xung đột chiến tranh để bán vũ khí các nước nhỏ phải bán bao nhiêu tấn lúa hay cà phê mới mua được một chiếc máy bay phản lực chiến đấu tối tân các nước nhỏ phải bán bao nhiêu tấn cá mới mua được một chiếc tàu ngầm chiến hạm vì vậy mà các nước nhỏ bị mang nợ chồng chất. Bao giờ thế gian này không còn dòng giống con buôn vũ khí, thì nhân loại mới sống cảnh thái bình đời thượng nguồn thánh đức, đúng như lời thệ nguyện của đức thầy, say cho tiêu hết giống con buôn, ý gì tiên trưởng muốn khuyên đời. Mà đời lầm lạc lắm đời ôi, đạo đức nhuốc nhơ mà sao đặng, tỉnh giấc mau mau mới kịp thời. Lộ chút cơ huyền, Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Lời quê chấp nhặt rông dài. Mùa vui cũng được một vài trống canh. Sydney, ngày 6 tháng 8 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.